hai người bị thương sau vụ tai nạn xảy ra khoảng 15 giờ chiều 13 tháng 9 năm 2020 trên đường song hành với quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khi đó người đàn ông khoảng 70 tuổi để xe ba gác đi lượm ve chai trên đường song hành với quốc lộ 1A hướng từ cầu Bình Điền về đường Võ Văn Kiệt. Khi đến khu vực ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, xe ba gác bị xe máy do nam thanh niên ngoài 20 tuổi cầm lái lưu thông cùng chiều tông trúng. Cú tông cực mạnh khiến cụ ông bị hất văng xa. Nam thanh niên chạy xe máy trượt ngã gần 20 mét trên đường. Cả hai nạn nhân đều bị thương, được chuyển gấp vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó cụ ông nhặt ve chai bị thương rất nặng. Công an huyện Bình Chánh đã đến xử lý hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất các camera an ninh gần đó để làm rõ vụ việc. Đến 18 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong. Người dân cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực trời đang mưa lớn,